vẽ rồng điểm mắt là toang rồi ai già sợ quá anh em ạ à. graffiti là một bộ môn nghệ thuật xuất phát từ đường phố tại new york có liên quan gì đến phong thủy đâu bạn ơi đây hôm nay tôi áp cho anh em một tác phẩm graffiti được đài truyền hình hà nội về quay chụp chiếc biển quảng cáo theo phong cách graffiti này được làm cho một bạn tên là long mấy anh em nhà kiến nhà mình lấy cảm hứng từ rồng châu á kết hợp với con chữ graffiti theo phong cách châu mỹ luôn chú rồng này chúng tôi tham khảo và sử dụng theo cả phong cách của hình xăm vào nữa kênh của xưởng kiến cũng có nhiều anh em làm xăm theo dõi phết anh em vào chấm xem tác phẩm này được mấy điểm nào